Cái video clip các bạn đang coi là gym nữ tâm kinh tầng 6. Mở rộng là kỹ năng tập superset khó và tricep đó các bạn. Chiếc máy Smith là một chiếc máy rất tuyệt vời và cho em phụ nữ nên khai thác tốt chiếc máy này. 4, chậm rãi cảm nhận nè. 5, 6, 7. Khi mà các bạn tập nhanh, các bạn dùng quán tính nó nhiều. Tập chậm để chúng ta cảm nhận cơ bắp cho nó tốt. Tập cái này là vô cái má mông bên này nha các bạn. To hông rộng mông. À, các bạn thấy không, chỉ với một không gian tập nhỏ hẹp thôi, chúng ta đã có được những bài tập thần kỳ. Bây giờ Duy Nguyễn sẽ có cho chị CFO một cái bài tập cường độ cao tricep, 3 bài kết hợp, 5 đạp đùi. Cái bài nằm đạp đùi này nó rất là quan trọng, chúng giới thiệu sau. Và bài thứ hai là bài đá bụng và bài thứ ba là bài deadlift. Nghe ghê chưa? Ghê vô thử. Lẹ lẹ lẹ. Đấy. Cái gì? Em từ từ để hình dung coi. Bài này tôi sẽ lắp cái máy sẵn rồi, hình dung cái gì nữa, rồi vô đạp đi. Chỉ hết trơn rồi, mấy cái tầng dưới tập rồi. Rồi, ở cái bài tập này á, là bài tập tương đối nó hơi khiêu gợi và nó sexy nha các bạn. Nên THLC quận 7 và mấy quận khác có trang bị một cái phòng kín. Đó, kia là phòng kín, phòng chỉ dành cho chị em phụ nữ thôi. Đó, các bạn tập bài này. Và bây giờ là Thu Hương sẽ tập bài này 10 rep. Bài tập này khá là tốt cho phụ nữ, tại vì nó kích thích cái vùng cơ đùi sau rất là nhiều. Đùi sau và mông. Đùi sau và mông. Đây là bài tập là khá là hot. Rồi, sau khi bài tập bài đó nằm luôn, đá bụng 10 cái tới 12 cái. Thẳng chân nha. Thẳng chân nó sẽ nặng hơn. Đó, và tập để giảm mỡ bụng dưới nha các bạn. À, nhân viên phòng ngồi nhiều, bụng dưới mỡ nhiều nên chúng ta phải tập để giảm mỡ bụng dưới. À, và cho bạn thấy được là khi mà uống report cao xịn của BBT là pump nó sẽ đẳng cấp như thế nào. Rồi chạy qua bên kia. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tốt, đổi bên qua đây. Trợ lý lên cũng 8kg giùm, 6kg với 8kg trợ lý. 2 3 4 chậm nè, 5 sâu tí nè, 6 Tốt, tại gần chạm đất. Đây là một bài tập cũng ăn vô mông nha các bạn. Bài tập ăn vô mông. Với phụ nữ ngày tập chân là chúng ta sẽ tập biêu mông. Rồi ok, tốt, cứ chót. Nhưng mà cho uống đi, cho một cao đi. Rồi, nghỉ 1 phút. Kỹ năng vừa rồi chúng ta gọi là tricep. Tập 3 bài liên tiếp. À, có tricep nữa hả? Bỏ túi. Buổi tập này rất là quan trọng nha, bỏ túi. À, các bạn thấy không, chỉ với một không gian tập nhỏ hẹp thôi, chúng ta đã có được những bài tập thần kỳ. Quan trọng là chúng ta phải biết cách bố trí và chúng ta biết cách kích thích cơ bắp tối đa bởi những thiết bị chúng ta hiện có. Chiếc máy Smith là một chiếc máy rất tuyệt vời và cho phụ nữ nên khai thác tốt chiếc máy này. Nó cho chúng ta một cái đường đi ổn định, nó cho chúng ta một cái độ mượt mà của chuyển động. Đó. Khi tập bài này các bạn sẽ không cần phải suy nghĩ cái việc mà control cái tạ nó lắc lại, mà chúng ta chỉ cần đẩy lên đẩy xuống theo cái trục thôi. Nói chung là rất là tuyệt vời. Và các bạn có thể tập chậm rãi để chúng ta cảm nhận cơ bắp chậm để cảm nhận. Rồi bây giờ chưa, thẳng chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 cái nữa 9 lên 10 Nghe thì dữ sao lên? Thì như có đeo tạ thôi. Rồi lên. Rồi tới bài deadlift. Tập như cho nó tan mỡ. 1 2 Vô cao lên coi nè. Đó. Vô cao lên cho đẹp coi. Đó, tự đếm đi. Bài tập này nó khá khó, là các bạn phải luyện khả năng thăng bằng chậm thôi. Tập nhanh quá. Đó. Tập cái này là vô cái má đùi, cái má mông bên này nha các bạn. Cái chân trụ á, cái động tác là chúng ta đang tập chân trụ. Đó, động tác nó có tên là đơn giản thôi, có nhiều cái tên gọi miếng nhiều lắm, nhưng các bạn có thể gọi bằng cái tên là gì? Single lap deadlift. Đó, single lap deadlift là người ta biết bài này rồi. Và bạn có thể cầm tạ dumbbell và cầm tạ chu. Tất nhiên có tạ chu thì không ai cầm tạ dumbbell hết các bạn. Tạ chu nó dễ cầm lắm. Đó, tạ dumbbell nó sẽ khó cầm hơn nha các bạn. Tốt. Rồi, uống intra workout còn một set nữa.
tập có một xíu thở rồi. Khi thực hiện những bài super set và tri set thì các bạn sẽ thực hiện khoảng 3 set thôi. Chứ tập tới 4 set là nó chán rồi. Nên chúng ta sẽ đổi qua bài khác. Cái video clip các bạn đang coi là gym nữ tâm kinh tầng 6 mở rộng, là kỹ năng tập super set khó và tri set đó các bạn. Vô! Thêm 5kg một bên nữa đi. Nãy thấy đẩy nhẹ quá. Vô! Rồi. 1 2 3 4 chậm rãi cảm nhận nè. 5 6 7 8. Ở bài tập này có một cái nguy hiểm là không có nhổng cái lưng này lên nha. Tức là cái lưng các bạn đẩy các bạn sẽ chích á. Các bạn cố gắng để cái lưng thấp ở dưới ghế, không có cong cái lưng lên đạp nha. Không có cong cái lưng lên đạp rất là hại cuộc sống. Rồi bây giờ lấy con tạ dumbbell vô đây cho thầy coi. Rồi kẹp nha, control tạ nha, rớt là không cho ông sấp á. Rớt là không cho ông sấp á, tập sao tập. Thẳng cái chân ra, hơi hắt ra, Đó. Nhậm thôi, nhanh quá. Khi mà các bạn tập nhanh, các bạn dùng quán tính nó nhiều. Không nên tập nhanh. Tập chậm để chúng ta cảm nhận cơ bắp cho nó tốt. Tạ rớt gì cho ông sấp không? Single leg deadlift. Chậm rãi nào. Chậm rãi nào, thậm chí cái đoạn gập xuống á, nghỉ một tí cũng được. Để cho chúng ta căng cái đùi nhiều hơn. Chúng ta căng cái mông nhiều hơn. Đùi sau và mông. Tập cần phải giảm mỡ đùi sau. Đó. To hông rộng mông. Cố lên. Còn 10 đếp cuối nữa. Buổi tập này cần phải bỏ túi vào ngày tập chân nghe chưa. Đây là cái giai đoạn gia tăng cường độ. Gia tăng cường độ chúng ta cần phải tập cường độ cao nhất có thể. Nghỉ ít nhất, tập nhiều nhất. Để cho chúng ta đạt hiệu quả tốt nhất. Intra và cao nạp đùng đùng mà. Thở cái gì mà thở như vậy? Xong chưa thầy? Xong rồi, bài này xong rồi. Hay muốn tập nữa? Mệt nhất là bụng. Trời ơi, bụng tập vậy nó mới giảm mỡ bụng chứ. Mệt nhất cái gì? Lúc đạp lên nó đã đuối cái chân rồi, hình giờ còn phải co cái bụng nữa. Cái đó là nghệ thuật chúng ta phối hợp bài tập đó. Đó là nghệ thuật làm cho cơ bắp nó bị khát, nó bị bối rối đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng cái video này giúp ích cho các bạn trong ngày tập chân huyền thoại nha. Của chương trình Super Set Tri Set Gym Nữ Tâm Kinh tập tại Thao Gym Bổng Sức BBT. Xin chào và cao.